Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và video ngày hôm nay là một video vẽ về biển. Đó là một thử thách mà một cô giáo đã đề nghị mình vẽ về những gì mà mình đã chụp được trong những chuyến đi du lịch vừa rồi. Thì hôm nay mình sẽ vẽ về một vùng biển thuộc nước Úc xa xôi. Và bây giờ mời mọi người vẽ cùng mình nhé. Sau khi đã xử lý xong phần nền của bầu trời thì cũng đơn giản thôi, chỉ là hai màu trắng và xanh dương đậm. Sau đó mình sẽ vẽ đến mây trời nhé. Mình sẽ nhấn nhá thêm trắng cho mây thêm phần sinh động. Màu mình đang sử dụng là màu acrylic. Nếu mà vẽ có sai thì cũng dễ sửa nha. Không biết có bạn nào đã từng đi Úc chưa? Có đi thì comment bên dưới cho mình biết nha. Mình đi lúc trời đang chuyển sang mùa xuân nên cũng là khá là lạnh. Ban ngày đã lạnh rồi mà ban đêm còn lạnh hơn nữa. Có lúc trời chuyển đêm, ngoài trời chắc khoảng 4-5 độ gì thôi, nên lạnh dữ lắm luôn á các bạn. Quay trở lại với bức tranh thì mình đã đi xong lớp nền của nước biển rồi. Bây giờ các bạn đi nền của những tảng đá và bụi cây nha. Mình thì thích đi kiểu màu dày á. Các bạn thích đi màu lợt cũng được nha, nhạt cũng được. Mình thích đi màu dày nên là mình thích cái hiệu ứng nó cộm lên á. Mình đi màu dày hơn một chút. Cái khúc này là lo vẽ quá nên là quên cái background nó tắt rồi các bạn. Để một chút sau rồi mình sẽ mở lại nha. Bây giờ mình vẽ những tảng đá bé bé xinh xinh ở phía xa, phía gần. Bây giờ mình lên sắc độ cho những tảng đá. Điểm thêm trắng cho tranh tạo được độ sâu hơn. Đến phần cỏ thì cũng dễ rồi. Các bạn chọn một cây cỏ khác có phần lông bị hư hoặc bị tòe cũng được. Cứ chấm lên và dây dây ra thì nó sẽ tạo được cái hiệu ứng của cỏ nha.
Mình đi màu xanh lá cây đậm trước. Mình cứ đi hết cái phần cỏ. Xong rồi tí nữa mình xử lý nó sau. Bây giờ thì mình lên sắc độ cho đám cỏ của mình. Cứ chấm 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 dây dây ra thì các bạn sẽ được cái hiệu ứng của bụi cỏ. Mình vẽ khác bức tranh một chút là vì mình muốn cho bức tranh của mình nó sinh động hơn thì mình thêm vàng. Và một tí nữa sẽ thêm hoa, hoa đỏ, hoa vàng. Tâm sự với các bạn một chút là mình là người châu Á nên khi mà mình đi đất nước của những cái đất nước mà có khí hậu lạnh á, mình cảm thấy rất là thích. Cảm giác tóc tai mặt mũi lúc nào nó cũng khô ráo, không đổ dầu cả ngày luôn. Cả ngày luôn á các bạn. Cực kỳ dễ chịu luôn. Nhưng mà có một điểm muốn chia sẻ cho các bạn là khí hậu thường lạnh á, thì nó sẽ khô và mình ở được khoảng tầm một tuần là bắt đầu da mặt và da tay bắt đầu khô, môi nứt nẻ. Mình có sử dụng lotion bao nhiêu thì cũng không đủ. Chia sẻ một chút mà bây giờ bức tranh của mình nó cũng đã sắp hoàn thiện rồi. Bây giờ mình đi cái phần nước biển cho nó có độ sắc nét một chút. Kế đến là mình thêm bọt biển sóng. Thank you.
Mình thêm hoa cho bức tranh của mình, thêm đỏ và nhấn thêm chi tiết để cho bức tranh được nổi hơn, sinh động hơn. Video đến đây cũng đã dài và mình cũng đã hoàn thành thử thách rồi. Bây giờ mình cùng xem lại bức tranh nha. Các bạn có thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. See ya.